Xin chào các anh chị. Hiện nay với cái công việc các anh chị đang làm bây giờ đó, có cái việc gì mà các anh chị muốn thay đổi hay không? Và câu hỏi đó là nếu mà chúng ta tiếp tục làm công việc đó 3 năm, 5 năm, 7 năm nữa thì liệu cái công việc đó có giúp cho các anh chị có sự tự do hay không? Và nếu có một cái công việc nào đó mà có thể giúp cho các anh chị trong vòng 3 năm tới 5 năm mình có thể có cái sự tự do thì các anh chị có muốn tìm hiểu hay không? Và đó là cái lý do tại sao muốn nói chuyện với các anh chị em ngày hôm nay. Nghĩa là trong công việc mình luôn luôn có những sự chọn lựa. Và hiện tại bây giờ tụi anh đang làm một cái công việc mà nó có thể cho phép một người làm việc thông minh, chăm chỉ trong vòng 4 tới 5 năm và họ có thể có được cái cuộc sống họ muốn. Thì em muốn dành vài 3 phút kế tiếp để chia sẻ với các anh chị và rồi các anh chị sẽ quyết định. Thì trong cuộc sống đó mà mình có hai cái phong cách sống, hai lối sống. Lối sống thứ nhất đó là mình sẽ sinh ra rồi mình sẽ đi học khoảng 25 năm. Rồi mình sẽ đi làm và thường thường mình đi làm tới 65 tuổi mình về hưu và mình gọi là mình hưởng thụ. Nhưng mà thường thường cái thời gian hưởng thụ rất là ngắn tại vì sức khỏe nó không có cho phép. Thế là mình hưởng thụ trong khoảng 5 năm rồi từ 70 cho tới 90 80 tuổi đó thì họ sẽ bị bệnh và họ sẽ qua đời. Còn cái lối sống thứ hai đó thì họ cũng đi học 25 năm và cho tới bây giờ thì nhiều anh chị em chúng ta cũng đã đi làm một thời gian rồi và chúng ta cũng biết rằng hiện tại nó đang ở đâu và tương lai đi về đâu chúng ta biết. Và nếu chúng ta làm công việc đó đó 4-5 năm nữa thì nó sẽ không có cho phép mình có thể tự do được. Nhưng nếu mà tụi anh có một cái phương pháp làm việc thông minh cho phép các anh chị làm việc 4-5 năm tới siêng năng, chăm chỉ, rồi sau đó các anh chị có thể dành cái thời gian còn lại để mà hưởng thụ về hưu thì các anh chị sẽ làm gì? Thì người ta nói rằng là phi thương bất phú, tức là không có kinh doanh không có làm giàu được, chỉ có kinh doanh mới cho phép mình có cuộc sống mình muốn được. Nghĩa là trước khi kinh doanh mình phải tìm hiểu về cái nhu cầu của thị trường. Hiện tại bây giờ có một cái thị trường rất là lớn. Thứ nhất là người ta quan tâm tới sắc đẹp. Thứ hai là người ta quan tâm tới sức khỏe. Và thứ ba người ta quan tâm tới vóc dáng. Và đây là một cái thị trường mình có thể gọi chung là một cái thị trường chống lão hóa. Là một cái thị trường mà mỗi ngày càng phát triển và mỗi năm nó sẽ tiếp tục nó phát triển. Chúng ta có làm gì hay không mà thôi. Thì hiện tại bây giờ công ty anh đang đại diện có một cái công nghệ chống lão hóa từ di truyền, tức là đây là một cái công trình nghiên cứu trên 30 năm với 75 khoa học gia và người ta tìm ra một cái công nghệ chống lão hóa từ gen của mình và công nghệ này được có bản quyền và được bảo vệ và từ đó nó đưa ra những cái sản phẩm, bộ sản phẩm ví dụ như là bộ sản phẩm về sức khỏe. Sản phẩm sức khỏe này nó có thể giúp cho mình bảo vệ chống lại cái quá trình lão hóa và đồng thời được chứng minh bằng cái công nghệ khoa học tân tiến gọi là máy biophotonic scanner, tức là mình có thể đo trong vòng 30 giây nó có thể biết được cái chỉ số chống oxy hóa của mình và từ đó nó đánh giá là cái sản phẩm này có kết quả hay không. Kế tiếp là cái bộ sản phẩm về làm mặt facial, trong vòng 10 phút có thể làm giảm vết nhăn trên mặt của mình. Và kế tiếp một bộ sản phẩm về dáng, tức là bây giờ người ta 2/3 dân số của Mỹ bây giờ là bị mập và thường thường họ tìm tới những cái chương trình giảm cân, nhưng mà giảm cân không phải là một cái chương trình lành mạnh, giảm mỡ mới là một chương trình đúng. Thì đây là một cái bộ sản phẩm giúp cho mình giảm mỡ và tăng cơ. Ba bộ sản phẩm này được đều bảo đảm chất lượng 100%, xài không có kết quả công ty sẽ hoàn tiền. Và cái bộ sản phẩm thứ tư là cái bộ sản phẩm mà nhiều tiệm nail của người Việt của chúng ta đang sử dụng trong tiệm. Thứ nhất là để tăng thu nhập, thứ hai là để dùng làm dịch vụ trong tiệm và hoàn toàn có kết quả, khách hàng rất là hài lòng. Thì với một cái thị trường lớn như vậy thì chúng ta có những cái sản phẩm để mà đáp ứng. Nhưng mà phải có cái công ty đứng đằng sau, thì công ty có tên gọi là New Skin. Thì công ty này đã có mặt trên thị trường thứ nhất là 30 năm rồi, không phải là một công ty mới, tức là đã đứng vững trên thị trường 30 năm. Công ty có mặt trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ, tức là một công ty làm việc rất là rõ ràng, minh bạch. Và hiện tại bây giờ 30 năm nay, công ty có mặt trên 53 quốc gia, tức là một công ty hoàn toàn không nhỏ. Và hiện tại bây giờ công ty đang trên đà phát triển, tức là chúng ta có thể thấy đây là cái hoạt đồ thu nhập của công ty trong vòng những năm qua đó. Thì trong vòng khoảng 4 năm trở lại đây, công ty phát triển tột bậc là tại vì công nghệ A-Slug được cho ra đời đầu năm 2009 và từ đó đưa công ty New Skin vào một cái mức phát triển mới. Vậy thì với một cái thị trường về sức khỏe, sắc đẹp và vóc dáng và những cái sản phẩm có thể đáp ứng được, đồng thời với một công ty đầy uy tín như vậy và phát triển, thì cái vai trò của chúng ta là gì? Thì cái vai trò của chúng ta là rất là đơn giản, mình là một cái nhịp cầu nối giữa công ty và người tiêu dùng. Mình không phải là một người bán hàng, tức là mình sẽ kết nối khách hàng tới công ty và ai muốn mua hàng với công ty họ sẽ mua qua internet, qua mạng. Và công ty sau khi nhận được đơn đặt hàng sẽ gửi hàng về cho họ. Và vì công ty họ không có mướn nhân viên bán hàng, không có mặt bằng để bán hàng và không cần quảng cáo, thì lấy những cái chi phí đó, nó trả cho mình là những người giới thiệu. Và các chị chúng ta biết rằng là giới thiệu truyền miệng vẫn là một cái hình thức giới thiệu tuyệt vời nhất và có hiệu quả nhất. Và qua cái hình thức giới thiệu đó thì có những người họ tham gia để họ lấy cái mã số xài sản phẩm để cho mình trẻ khỏe đẹp và có vóc dáng. Nhưng mà có những người họ làm kinh doanh. Thành ra là khi mà kinh doanh á, thì với một cái kế hoạch mà anh nói rằng là có thể 4 năm đó,
Tức là nếu mà năm thứ nhất các anh chị nghiêm túc làm việc vừa học vừa làm và làm part time và các anh chị có thể tuyển mộ được 4 người. Trên thế giới có 7 tỷ người các anh chị. Nếu mà các anh chị nghiêm túc, các anh chị kiếm được 4 người nghiêm túc làm việc thì ở cái vị trí mà 4 người đó, 4 người là executive đó thì các anh chị sẽ là Ruby. Và thu nhập Ruby của năm 2013 vừa rồi đó, là khoảng 2.874 đồng một tháng. Và trung bình một người Ruby mất 1 năm các anh chị ha. Thế nên là nếu mà năm thứ nhất chúng ta làm chuyện đó thì cái năm thứ hai chúng ta dành thời gian vừa học vừa làm, chúng ta tuyển mộ thêm 2 người nữa, tổng cộng là 6 người. Và cái mức thu nhập của những người mà có 6 executive là Emerald là 5.196 đồng trong năm 2013 trung bình mỗi tháng. Rồi sau đó cái năm thứ ba chúng ta tuyển mộ thêm 2 người nữa, tổng cộng là 8 người trong vòng 3 năm. Thì cái mức thu nhập của một Diamond Executive là 10.639 đồng trung bình trong năm 2013. Và sau đó cái năm thứ tư khi mà chúng ta có kỹ năng hơn, có kiến thức nhiều hơn và chúng ta làm nhiều hơn, chúng ta tuyển mộ thêm 4 người nữa, tổng cộng là 12 người. Thì mức thu nhập trung bình của một người mà có 12 người executive là 53.263 đồng trong năm 2013. Thế là tùy các anh chị muốn ở mức thu nhập nào thôi. Và cái cơ hội này rất là lớn cho phép chúng ta có thể làm được cái chuyện này. Thì sau khi chia sẻ như vậy thì anh cũng muốn hỏi các anh chị, trong cuộc sống thì rõ ràng chúng ta luôn luôn có những cái sự chọn lựa. Và sau khi nghe chia sẻ như vậy thì các anh chị có bản thân mình hay là các anh chị có ai có cái nhu cầu về sản phẩm, tức là về sản phẩm về sức khỏe, sắc đẹp hay là vóc dáng hay không? Hoặc là các anh chị hoặc là người nào các anh chị biết có ai có cái nhu cầu về kinh doanh hay không? Thì đây là một cái cơ hội tuyệt vời. Và người ta nói rất là rõ đó là nếu mà mình muốn những cái gì mình chưa bao giờ có, mình phải làm những cái gì mình chưa bao giờ làm. Thì đây là một cái cơ hội nó giúp cho mình có thể làm một cái chuyện mình chưa bao giờ làm để rồi chúng ta có thể có được những cái gì chúng ta chưa giờ có. Các anh chị hãy nói chuyện với người nào đã giới thiệu với các anh chị và xin chúc cho các anh chị sớm thành công.